Các bạn mong muốn cho phần bắp tay săn chắc, cứng cáp và phát triển thì đây chính là video dành cho các bạn. 15 phút tập với 8 bài tập thôi, tuy nhiên rất là hiệu quả. Chúng ta sẽ tập 35 giây và nghỉ 20 giây nha các bạn. Và giữa hai vòng thì chúng ta có 1 phút nghỉ. Rồi bây giờ chuẩn bị bắt đầu với nhau nè. Bài đầu tiên của chúng ta, các bạn sẽ cầm hai cục tạ đơn để hai bên. Và chân người của chúng ta sẽ đứng thẳng từ đây. Cuộn cổ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trong. Sau đó hạ xuống từ từ, xuống hít vào, lên thở ra. Các bạn cứ làm chậm ha, đừng lắc lư người. Cố gắng, cố định lại. 3, 2, 1, lên. Rất tốt, 20 giây nghỉ từ đây. Chúng ta sẽ đứng thẳng này, đẩy mông về phía sau, lưng nghiêng khoảng tầm 45-60 độ. Mắt nhìn xuống dưới, cùi chỏ khép vào, duỗi thẳng cánh tay về sau, xong đó thu về ha. Thở duỗi, hít vào. Nhớ nha, giữ lưng thẳng. Cố gắng tập trung siết vùng cơ bụng lại, bắt đầu. Rồi, rất tốt các bạn. Từ đây chúng ta sẽ quay trở lại ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ luân phiên. Từng tay đưa lên hạ xuống, trái phải, hammer curl nha mọi người. Phải lên xuống, rồi trái lên ha. Chuẩn bị 4, 3, 2, 1. Lần này tập tay trước, bắt đầu. Rất tốt, các bạn có thể nghỉ 20 giây. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cầm tạ nè, lòng bàn tay hướng xuống về phía dưới, hạ xuống, đưa lên trên cao ha, xuống hít vào, lên thở. Bài này sẽ cảm nhận nhiều vào phần cẳng cái tay của chúng ta ha, sẽ rất tốt để các bạn bị chấn, bị đau cổ tay. Rồi, các bạn có thể cầm nhẹ lại nếu mà các bạn muốn, bắt đầu. Rất tốt. Rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ cầm một cục hoặc là hai cục để phía trên đầu như thế này. Chúng ta sẽ hạ cẳng tay xuống rồi xong duỗi thẳng lên ha. Lần này chúng ta sẽ tập phần bắp tay sau nha mọi người. Nhớ một cục hoặc hai cục, mình sẽ cầm hai cục nha. Các anh chị chưa quen thì cầm một cục thôi ha. Rồi, 3, 2, 1, xuống hít, duỗi thẳng. Rồi, rất tốt các bạn. Rồi, tiếp theo ha, chúng ta sẽ tập tiếp cho phần bắp tay. Từ đây các bạn sẽ ngửa, mở ngửa lòng bàn tay ha.
đưa 45 độ hai bên lên, thở xuống hết, làm liên tục. Đây là bài cuối cùng dành cho phần bắp tay trước rồi. Mình biết các bạn mỏi, cố gắng lên bài này cho bài cuối cho bắp tay trước ha. Rồi lên thở 45 độ. Rất tốt các bạn. Còn hai bài nữa, lần này chúng ta sẽ nằm xuống để tập cho phần bắp tay sau nha. Rồi bắp tay trước nghỉ, rồi nằm xuống này. Hai cục tạ các bạn sẽ khép lại vào nhau. Rồi từ đây hạ xuống ngay phần bụng, xong đó thở đẩy phía trước phần vai ngực của chúng ta ha. Rồi xuống hết lên thở bắt đầu. Rất tốt. Rồi, bài cuối cùng thôi nha mọi người. Chúng ta sẽ làm bài Skull Crusher là giữ trên đây nè. Hạ cẳng tay xuống rồi duỗi thẳng ha. Hạ hai bên thái dương của chúng ta nha. Rồi, bài cuối cùng sau đó chúng ta sẽ nghỉ một phút nha. Cố lên nè, 3, 2, 1. Xuống hết, lên thở, duỗi. Rồi, rất tốt, xuất sắc các bạn. Chúng ta sẽ có một phút để các bạn nghỉ ha. Mọi người cảm nhận như thế nào về phần bắp tay? Bảo đảm là các bạn đang cảm nhận cái sự căng cứng phát triển lên đúng không? Rồi, chúng ta nghỉ một tí, uống miếng nước nha mọi người. Thời tiết của Sài Gòn bây giờ rất là nóng, cho nên là tập một tí là mồ hôi ra rất là nhiều. Các bạn cảm nhận như thế nào? Cố gắng tập luyện thể dục thường xuyên ha. Và ok, trong trường hợp các bạn cảm thấy tạ nhẹ, các bạn có thể tăng mức tạ lên một tí, hoặc là nếu mà thấy nặng thì bạn giảm lại một tí ha. Rồi cố gắng nha mọi người. Bây giờ chúng ta chỉ có một vòng cuối cùng 8 bài tập thôi ha. Rồi các trang mạng xã hội của Hip Hop ở dưới, nếu mà các bạn muốn theo dõi và tìm hiểu thêm về tập luyện ăn uống cũng như về Hip Hop ha. Và nhớ theo dõi là tập thường xuyên nha. Chúng ta sẽ có 15 giây để quay trở lại với bài đầu tiên, đó là bài cặp cổ tay truyền thống nè. Từ đây giữ, đưa lên cổ, xong xuống hết ha. Lên thở, xuống hết nha các bạn. Rồi đừng lắc lư người nhiều quá, để tay nhiều hơn, vô nhiều hơn. Bắt đầu. Rất tốt các bạn. Và tiếp theo mọi người còn nhớ đúng không? Từ đây nè, giữ nè, mông đẩy về phía sau, co gối nhẹ, lưng giữ thẳng, cổ chỏ khép vào, duỗi thẳng cánh tay, thu và thở duỗi hết, thu nha. Rồi mắt cứ nhìn xuống, đừng có ngửa cổ nha mọi người. Rồi chuẩn bị cầm tạ hết, thở sâu, thở đẩy. But it-
Rồi, xuất sắc. Bây giờ chúng ta sẽ xoay trở lại ha. Làm bài hammer curl có nghĩa là một tay đưa lên, hạ xuống, đổi bên ha. Vẫn ổn đó mọi người, cố gắng ha. Tập toàn thân. Và đôi khi chúng ta muốn phát triển hơn bộ phận nào thì chúng ta có thể tập thêm ha. Rồi, 3, 2, 1. Rồi, rất tốt. Tiếp theo ha, chúng ta sẽ cầm nè, lòng bàn tay hướng xuống nha mọi người, chứ không phải mở ra nữa. Hướng xuống, xuống hết lên thở theo hình chữ V ha. Cái này hơi khác với bài này bởi vì lòng bàn tay sẽ hướng xuống nha mọi người nha. Rồi, up so vô nè, khép vào chỏ, đưa lên, hạ xuống, bắt đầu. Rất tốt, rồi hạ xuống. Các bạn chắc chắn cảm nhận phần cẳng tay đúng không? Hôm nay tập bắp tay, bây giờ tập tay sau nè. Giữ xuống, duỗi thẳng cánh tay lên ha. Chưa quen thì cầm một cục thôi nha mọi người. Rồi, chuẩn bị. Nhớ người giữ thẳng, lưng giữ thẳng, siết bụng, siết mông. Chuẩn bị, bắt đầu. Hey, rất tốt các bạn. Hey, tiếp theo bài cuối cùng dành cho phần bắp tay thôi nha mọi người. Nhớ ha, giờ lòng bàn tay sẽ hướng lên 45 độ, lên thở xuống hết ha. Cảm nhận. Với các bạn nữ, các bạn cố gắng tập nha, không sao cả, nó sẽ giúp cho cái phần tay bạn săn lại, không có to như nam đâu. Bắt đầu. Rất tốt các bạn. Rồi, hai bài cuối cùng thôi chúng ta sẽ xong ha. Chúng ta sẽ nằm xuống này. Rồi, tay khép lại. Hai cục tay khép lại, xuống hết. Đẩy duỗi thẳng lên trên cao ha. Rồi, chuẩn bị nè, 5. Nhớ xuống hết mũi lên thở miệng, 3, 2, 1, xuống hết. Duỗi đẩy. Rất tốt, bài tiếp theo ha, giữ. Bây giờ tách hai cục tạ ra, hạ xuống, lên thở đẩy nha. Rồi bài cuối cùng, cố gắng nha mọi người. Xong bài này là xong hết buổi tập rồi. Ok, chuẩn bị giữ hai cục tạ, duỗi thẳng lên, 3, 2, 1.
Rất tốt các bạn, chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong 15 phút tập cho phần bắp tay, săn chắc cứng cáp và phát triển ha. Các bạn cảm nhận như thế nào? Này, coi ok đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ giãn cơ hai bài cho phần bắp tay thôi ha. Bài thứ nhất, các bạn sẽ duỗi thẳng một cánh tay nè, rồi kéo căng phần cổ tay cũng như là bắp tay ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đổi bên kia ha. Các bạn lưu ý ha, nhớ các bạn cũng nhớ tập luyện những bộ phận khác toàn thân nha mọi người. Và bộ phận nào chúng ta muốn phát triển nhiều hơn thì chúng ta tập thêm cho phần đó, ví dụ phần mông chẳng hạn. Rồi bài cuối cùng nè, kéo cổ trở lên giữ lại. Hít thở thật sâu. Rồi chúng ta sẽ đổi cổ trở giữ kéo. Rồi, rất tốt, chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong ha. Các bạn hãy lưu ý nhớ tập luyện thường xuyên để giữ sức khỏe cũng như là giúp cho vóc dáng của chúng ta cân đối để chúng ta có thể tự tin và hưởng thụ cuộc sống ha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ theo dõi kênh YouTube của Hubert cũng như là các trang mạng xã hội nhé. Bye bye.